Giá vàng miếng SJC sáng ngày 15 tháng 8 năm 2022 giảm 200.000 đồng mỗi lượng. Exim Bank và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào còn 66,4 triệu đồng một lượng, bán ra 67,4 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng mua vào 66,55 triệu đồng một lượng, bán ra 67,1 triệu đồng một lượng. Giá vàng nữ trang có mức giảm nhẹ 50.000 đồng mỗi lượng. Tại công ty SJC, vàng nhẫn 4 số 9 có giá 52,7 triệu đồng một lượng, chiều mua vào, bán ra là 53,6 đến 53,7 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 có giá mua 52,6 triệu đồng một lượng, bán ra 53,2 triệu đồng một lượng. Vàng miếng SJC cao hơn quốc tế còn 16,4 triệu đồng một lượng, vàng nữ trang cao hơn 2,2 đến 2,7 triệu đồng một lượng. Vàng thế giới sáng 15 tháng 8 lao dốc, giảm 5 đô la Mỹ một ounce so với cuối tuần qua, xuống còn 1.800 đô la Mỹ một ounce, có lúc xuống đến mức 1.790 đô la Mỹ một ounce. Người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, ông Pat Millett, dự báo về mặt kỹ thuật. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là xung quanh đường trung bình động 50 ngày ở mức 1.783 đô la Mỹ một ounce và mức kháng cự là 1.830 đô la Mỹ một ounce. Nếu 1.783 đô la Mỹ một ounce không được giữ, thì 1.772 đô la Mỹ một ounce sẽ phát huy tác dụng. Giá vàng có thể xuống 1.700 đô la Mỹ một ounce trong thời gian tới. Dữ liệu CPI Mỹ đã giảm tốc do giá năng lượng giảm. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể thoải mái trong việc tăng lãi suất vào năm 2023. Đây là nguy cơ khiến vàng giảm giá. Ngoài ra, dòng tiền trên thị trường chảy vào chứng khoán sẽ làm vàng càng trở nên khó lên giá hơn. Trong tuần này, một số dữ liệu kinh tế sẽ tác động đến giá vàng cần lưu ý, đó là biên bản cuộc họp tháng 7 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ FOMC, doanh số bán lẻ của Mỹ và dữ liệu nhà ở, chỉ số sản xuất của NI Empire State. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.